khách, hiện tại Giang đang đứng ngay khuôn viên 2 hecta của trung tâm huyện Bình Chánh. Thì kế bên cạnh công viên 2 hecta này đó là dự án Westray. Dự án Westray được xây dựng bởi tập đoàn An Gia và tập đoàn Đức Quốc của Nhật Bản đồng phát triển. Đơn vị xây dựng của Westray là tập đoàn Cotecom Việt Nam. Westray sở hữu 3.1 hecta. Mật độ xây dựng của Westray là 40%, còn 60% còn lại thì chủ đầu tư An Gia và tập đoàn Đức Quốc thống nhất là sẽ xây dựng về công viên nội khu. Thì công viên ngoại khu và công viên nội khu của Westray lên đến 3.9 hecta. Ban đầu chủ đầu tư An Gia khi mà đưa dự án Westray mình phát triển thì khá là nhiều khách hàng đầu tư họ quan tâm, và ngay cả những người ở thật họ cũng quan tâm và họ lựa chọn ở đây để mà sở hữu một căn hộ cho mình. Thì Giang sẽ nêu những cái điểm chính mà khách hàng họ muốn đầu tư tại Westray. Cái điểm thứ nhất là do vị trí mình tọa lạc tại lõi trung tâm của huyện Bình Chánh nên nó được đánh giá là sẽ tăng giá trị ở tương lai khá là cao. Cái điểm thứ hai là không khí ở đây là tuyệt đối trong lành. Tại sao? Vì cái thứ nhất là mình sở hữu một cái công viên 2 hecta nè, rồi tương lai có thêm một công viên 1.9 hecta nữa, và mật độ cây xanh xung quanh của huyện Bình Chánh của mình á, thì nó còn khá là dày đặc. Cái điểm thứ ba là về an ninh tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Do tất cả những cơ quan an ninh thì nó tập trung ở đây nên cái việc an ninh là khỏi phải bàn về vấn đề đó. Cái điểm thứ tư là liên kết vùng thuận tiện. Thì trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì quý khách có thể dễ dàng di chuyển sang các quận như quận 7, quận 8, quận Nhà Bè, và thậm chí mình di chuyển qua Thuận Tư, quận Tư cũng khá là thuận tiện. Trên trục đường Võ Văn Kiệt thì quý khách di chuyển thuận tiện qua các quận như quận Bình Tân, quận 6, quận 5, quận Nhất, và mình chui qua cái hầm Thủ Thiêm thì qua đến quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Và cái điểm thứ 5 là tiện ích ngoại khu cao cấp. Thì ngoài cái tiện ích nội khu là hơn 50 tiện ích, thì tiện ích ngoại khu là quý khách có thể những cái tiện ích như từ trường học nè, trường học có từ trường mầm non đến trường đại học thì di chuyển khá là thuận tiện. Nếu quý khách có những con em nhỏ thì quý khách dễ dàng cho các con em chúng ta học ở trường mầm non đến trường trung học phổ thông Tân Túc. Còn sau này mình có những con em lớn mà muốn học các trường đại học khu Tây thì quý khách di chuyển khoảng chừng 10 phút thôi. Với 5 điểm chính này thì nhà đầu tư đã lựa chọn Westray để mà sở hữu một căn hộ. Thậm chí nhiều khách hàng mua tới 5-6 căn hộ để mà đầu tư cho tương lai. Nếu quý khách cảm thấy vị trí Westray khá là ok để đầu tư thì hãy liên hệ ngay với Giang. Số điện thoại của Giang là 091 424 5885. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết và hưởng những chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư An Gia. Cảm ơn quý khách đã theo dõi cái video này.